Rồi sao không học lấy cái chén đi, có được rồi. Đây à. Mấy gì đâu? Mẹ con rồi. Ăn gì nhiều vậy? Ăn một bát một. Con một bát một thôi. Bị đăng gì con? Dạ mẹ quay. Dạ. Trứng bánh mì là bên hả? Pha trà sữa là khi nào con ăn xong con hãy pha. Đổ nhiều tí đi, đổ thêm tí nữa. À được rồi. Nóng hơn tí cà phê thôi. Ít thôi nha con. Con uống ly bự. Có sao ta? Sữa, sữa đặc, xong cà phê. Có thích. Sao con là bò đá vậy? Đều, cái đều là trên dưới đều. Bò đá là đá không lấy đá nước nha. Không lấy đá nước. Nếm thử cái ngon không? Quầm dữ à. Cháo trắng. Hột vịt muối đâu? Hột vịt muối còn nhiều hơn cháo. Ăn nữa hả dữ vậy? Bị ăn nữa hả con? Dạ, ăn rất hướng à. Nè, yeah, món này mới nghệ thuật nhất nè, chấm điểm nè. Đó. Bữa sáng có bốn hả? Wow. Cái này giống như đóng phim quá hả? Ăn gì vậy vậy rồi. Phải dữ không? Cuối tuần là phải vậy chứ. Giáp tay lại.
Google coi thử Marina Bay diễn đêm diễn ở. Bốn mấy bốn ba bốn mấy thằng Phước làm rồi cái mực đăng Minh Quy làm cái nó trăm giữa trăm lớn rồi lẽ. Bước đi ra
bên lớp 10 con mới bên lớp 10 là cuốn chiếu với mày đấy. Coi coi cái máy này nó có cái gì. Máy này nó có rất là nhiều nước. Lâu nhìn ngược sáng không có thấy gì hả? Thật nè, có đây nè. Coca nè, Pepsi nè. Sữa luôn nè. Nước suối nè. Đâu cái nào? Bỏ 10 ngàn vô đi. Rồi. Bỏ xong rồi một coi mất tiền à. Bỏ có thói tiền không? Có. Rồi. Giờ bỏ vô chỗ nào? Con đem nó từ thiện rồi. Mất 55. Né ra mà đưa cái lưng. Thôi mất 200 đi. Ngàn rồi nha. Để sắp lại. Rồi, dạ đốt mất. Đang lớp đi nè. Rồi quay không thấy gì hết luôn. Con số đi, anh hai thích số nào? Chọn số nào? Số 38. Đang lớp đi, đợi tí nó lớp đi nè. Ngâm là chai nước gì? Nước trà sữa. Bấm ra. Chú mấy? Nói không được. Enter. Rồi, bạn đã mất 50. Chúc mừng bạn đã bị mất tiền. Rồi bỏ 100 ngàn vô nữa bấm. Tại mày bấm bậy mà. Kêu ổng thối tiền lại đi. Ủa anh ta bấm cái khác mà ông bấm tùm lum rồi ông trả tiền đi. Rồi xong rồi. Đó là 20. Chúc mừng bạn đã bị mất tiền mà bạn không hiểu gì hết. Yeah.
mua cho cháu hả? Đủ chưa?